của Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta khi bạn trung động với tần suất cao và nỗ lực để thể hiện những mục tiêu tuyệt vời của mình bạn sẽ tự nhiên tỏa ra một loại tích cực thu hút người khác đến với bạn tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không thể trợ giúp thêm cho luật hấp dẫn bằng cách trao dồi kỹ năng giao tiếp của mình để thúc đẩy thành công. Video này là thông điệp có thể cải thiện tình bạn, sự nghiệp và cuộc sống hay ngon của bạn bằng cách khiến mọi người yêu mến bạn. Sau đây là những điều bạn cần lưu tâm. Điều thứ nhất, hãy nói rằng tôi muốn nghe nhiều hơn khi ai đó rõ ràng đang hào hứng về điều gì đó. Đi sâu vào những gì họ đang nói những chi tiết họ sẽ chia sẻ sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn thêm vào đó sự quan tâm chân thành của bạn sẽ đánh dấu bạn là một người biết lắng nghe điều thứ hai nói với mọi người về tác động tích cực mà họ có đối với bạn nếu bạn cảm thấy chân thật hạnh phúc hơn hoặc giống với bản thân nhất của bạn khi ở bên hai đó hãy cho họ biết điều này mang lại cho họ cảm giác đang đóng một vai trò có ý nghĩa trong thế giới của bạn cho dù đó là đối với cuộc sống cá nhân của bạn hay là điều gì đó. Điều thứ ba, nếu ai đó cho bạn lời khuyên và nó phù hợp với bạn, hãy đảm bảo rằng bạn biết ơn họ vì điều đó. Họ sẽ cảm thấy có ý nghĩa, hữu ích và được đánh giá cao khi bạn nói rằng bạn tin tưởng họ và ý kiến của họ là cực kỳ quan trọng đối với bạn. Điều này hoạt động tốt cả trong mối quan hệ xã hội và nơi làm việc của bạn. Điều thứ tư, Hãy nói rất vui được gặp bạn ngay khi bạn gặp người quen. Điều này cho họ biết bạn thật sự thích nhìn thấy họ. Thêm vào đó, nói cho họ thấy rằng bạn không chỉ nói chuyện với họ hoặc dành thời gian với họ vì nghĩa vụ. Điều thứ năm, trong tương tác với những người thân yêu, hãy thường xuyên cho họ biết rằng họ được đánh giá cao. Một nhận xét đơn giản như là Tôi thực sự biết ơn tên của ai đó hoặc cảm ơn bạn rất nhiều có thể tạo nên sự khác biệt. Điều này đặc biệt hiệu quả trong một mối quan hệ hoặc tình bạn lâu dài. Đó là sự trân trọng khi ai đó nói với bạn về những mục tiêu mà họ đang đạt được trên con đường đạt được ước mơ của mình. Hãy khẳng định họ bằng cách nói điều gì đó như là Tôi rất ấn tượng bởi sự kiên định và nỗ lực của bạn. Điều này sẽ được đặc biệt biết ơn khi người đó đang gặp khó khăn hoặc là việc gì đó mất nhiều thời gian. Điều thứ bảy, duy trì giao tiếp bằng mắt ổn định với bất kỳ người nào bạn nói chuyện cùng đảm bảo rằng bạn không nhìn đi chỗ khác nhiều lần trong suốt cuộc trò chuyện điều này cho thấy rằng bạn tự tin điều khiến bạn trở nên hấp dẫn báo hiệu sự trung thực và tạo điều kiện cho cảm giác được chia sẻ điều thứ tám áp dụng một tư thế cởi mở vì điều này ngay lập tức khiến bạn dễ mến hơn nói cách khác thư giãn các cơ bao gồm cả hàm mở rộng cánh tay và chân thả vai và không tạo rào cản giữa bạn ví dụ khoanh tay hoặc ôm một tấm đệm điều thứ chín hãy mỉm cười mỉm cười thực sự tạo nên sự khác biệt cho khách bạn được người khác đón nhận họ phản ứng tích cực hơn với bạn và kết nối ngay lập tức được hình thành và khi người đó mỉm cười đáp lại một số lượng nhỏ endorphin được tiết ra sẽ đảm bảo khiến bạn cảm thấy dễ chịu điều thứ mười cân nhắc giọng nói của bạn tốc độ chậm hơn khiến mọi người có vẻ dễ mến hơn. Điều này đặc biệt hiệu quả nếu bạn nói chậm hơn một chút so với người trò chuyện của mình. Điều thứ 11 Giữ cho khuôn mặt của bạn sống động trong cuộc trò chuyện. Nếu bạn đang bị sốc, bị hấp dẫn hoặc thích thú, hãy để nó thể hiện khuôn mặt biểu cảm, thể hiện sự quan tâm và khiến bạn cảm thấy lôi cuốn, đặc biệt là khi kết hợp với cười chỉ tay. Điều thứ 12 đặt câu hỏi mở. Chúng là những thứ khuyến khích phản hồi. Chúng bao gồm khi nào bạn quyết định chuyển đến đây hoặc là điều gì khiến bạn muốn theo đuổi sự nghiệp đó. Ngược lại, những câu hỏi đóng là những câu hỏi có thể được trả lời bằng có hoặc không. Các câu hỏi đóng có thể khiến bạn có vẻ ít quan tâm đến kết nối hơn. Điều thứ 13 Luôn đợi đến lượt bạn nói chuyện thay vì bạn muốn cắt ngang người đối thoại. Điều này là thô lỗ và có thể được coi là không tôn trọng. Điều thứ 14 Thử diễn giải hoặc tâm đắc những gì bạn đã nghe người kia nói. Đặc biệt làm điều này nếu họ đã nói chuyện một lúc về điều gì đó quan trọng với họ. Điều này chứng tỏ bạn đã lắng nghe và cho thấy bạn nhận được chúng. Điều thứ 15 Luôn yêu cầu mọi người cho bạn biết thêm về cuộc sống, lịch sử, sở thích và mục tiêu của họ. Tất nhiên là trong sự tế nhị. Hầu như tất cả mọi người đều phân khích khi nói về bản thân và những điều họ quan tâm. Nó ngay lập tức thúc đẩy một mối quan hệ tốt. Điều thứ 16. Yêu cầu giải thích. Khi bạn không biết điều gì đó, hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm, điều này cho thấy bạn nghĩ người kia thông minh. Điều này sẽ khiến họ thích bạn hơn và cảm thấy như họ có giá trị đối với bạn. Điều thứ 17. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc đằng sau những gì đang được nói. Để khi làm nổi bật chúng, bạn ngay lập tức có cảm giác hiểu được người bạn trò chuyện của mình. Điều thứ 18. Cuối cùng hãy xác thực. Bất kể bạn đang sử dụng bao nhiêu phương pháp giao tiếp của mình, mọi người nói chung sẽ không thích bạn nếu bắt gặp bạn là người không thật. Thể hiện cá tính của bạn, niềm đam mê và giá trị của bạn. Hãy để sự lạc quan của bạn tỏa ra. Những người khác sẽ đáp lại bằng tình yêu và sự trân trọng. Chúng ta có thể truyền cảm hứng tích cực cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ trực tiếp hoặc gián tiếp về lòng dũng cảm của bạn hãy nghĩ về tất cả những khó khăn mà bạn đã trải qua hãy nghĩ đến việc những người khác đã ngưỡng mộ bạn như thế nào khi bạn vượt qua những khó khăn đó cho dù bạn có nhận ra hay không có lẽ bạn đã khuyến khích nhiều người khác trở nên can đảm hơn giống như bạn bạn làm việc chăm chỉ hơn và dành nhiều thời gian của bạn cho những người bạn yêu thương đừng cố gắng tranh chấp điều đó bởi vì bạn biết sự thật bạn có rất nhiều sự nhiệt tình đến nỗi mọi người cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn khi ở bên bạn cách bạn nói chuyện thật truyền cảm hứng sự quan tâm và chăm sóc mà bạn dành cho mọi mối quan hệ của mình là một trong nhiều lý do khiến mọi người yêu mến bạn cách bạn thể hiện tình yêu với người khác đã tạo ra tác động lớn hơn bạn tưởng cách bạn cống hiến hết mình cho công việc hoặc thậm chí sở thích của bạn cho người khác thấy mức độ đam mê của bạn bạn có thể đam mê giúp đỡ người khác vì mọi người thích ở bên bạn mọi người có thể giúp bạn nhưng ngưỡng mộ bạn cách bạn nói về tình yêu của cuộc đời mình mọi người đều thích một trận cười sảng khoái bạn kể những câu chuyện cười mới mẻ và dí dỏm hoặc bạn có thể kể những câu chuyện về bản thân mình khi mọi người chăm chú vào từng lời nói của bạn điều đó có nghĩa là bạn có khiếu hài hước tuyệt vời và bạn dễ dàng thu hút những quý nhân vào trong cuộc đời của mình thông qua chủ đề của video lần này. của Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của Quốc Anh chia sẻ bên dưới mọi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại